Hello, xin chào cả nhà. Sáng nay thì Lam đi học. Và bây giờ thì trên đường đến trường thì Lam sẽ làm một video để chia sẻ với chúng ta một bài học về sự hành động. Làm thế nào để mình có thể là đạt được những cái điều mà mong muốn, làm sao để mình có thể đạt được kết quả tốt. Các bạn nhé. Rồi, bắt đầu. Hello. Có một câu hỏi là tháng 7 âm lịch, tháng cua hồn thì có nên đầu tư làm ăn hay là làm cái gì đó không thầy? Nhiều bạn nhắn tin hỏi Lam. Đó là em muốn làm nhưng mà tháng này là tháng 7 thì cho nên là em sẽ tạm dừng mọi cái hoạt động, mọi cái dự định và kế hoạch của em lại. Thì có nên làm hay không thầy? Thì câu trả lời của Lam đó là: một là bạn, với những bạn mà đã mở cơ sở kinh doanh rồi, thế bây ví dụ như là cái hoạt động bình thường các bạn hỏi Lam là để được tư vấn về chiến lược và để được tư vấn về marketing, thì khi mà mình tư vấn xong thì các bạn ấy nói rằng là nhưng bây giờ là tháng 7 thì cho nên là em sẽ tạm dừng để tháng sau em làm thế. Thế thì bây giờ mình phải trả lời được câu hỏi đó là: nếu mình tạm dừng marketing thì mình có khách hàng hay không? Nếu mà mình tạm dừng marketing thì lượng khách của mình thế nào? Nhân viên của mình có việc làm hay không? Nhân viên của mình có khách đến để chốt sale để họ có phần trăm doanh thu hay không? Hay là tháng 7 này mình ngưng một cái thì tất cả mọi hoạt động trong cơ sở của mình nó đều ngưng. Mình ngưng quảng cáo, mình ngưng thu hút khách hàng. Vậy thì cái tiền chi phí mặt bằng tháng này mình tính sao? Mình bù hả? Mình không làm, mình không tăng thêm doanh thu thì bây giờ mình chấp nhận mình lỗ, lỗ tiền lương nhân viên, lỗ tiền chi phí mặt bằng, mình lỗ cả mất một tháng để ăn đợi làm chờ cho nó qua tháng để sang tháng sau mình làm. Nếu đấy là những người mà đã có cơ sở rồi, nếu mà bạn chờ đợi được như vậy thì ok, chờ đợi. Hai là với những bạn mà chuẩn bị mở cơ sở, chuẩn bị khai trương spa, chuẩn bị làm spa thì bảo là đợi sang tháng 8 cho nó đẹp tháng thì cũng ok, không sao cả, bởi vì tháng 8 cũng là một cái con số nó đẹp. Nhưng để nói về góc độ là tâm linh là có nên làm tháng 7, tháng cô hồn hay không, thì điều đầu tiên mình phải hiểu cái điều này, đó là cô hồn thì đó là quan niệm của người Việt Nam mình. Mình nghĩ nó là tháng cô hồn và mình sợ nó. Mình sợ những thứ mà mình không biết, thậm chí là những thứ mình chưa bao giờ mình nhìn thấy. Thậm chí là tôi tin rằng là đến 85% cũng chẳng hiểu cái ngày cô hồn nó là ngày gì, nó bắt đầu từ đâu và xuất phát ra làm sao. Nói chung là sợ theo phong trào. Và chỉ có người Việt Nam mình mới có cái quan niệm đó, còn những đất nước khác thì họ đâu có quan niệm. Hay chính là những cái nhà đầu tư nước ngoài, những người nước ngoài họ kinh doanh tại đất nước Việt Nam mình, họ vẫn làm bình thường, vẫn đầu tư bình thường. Hay những ông lớn, những cái người doanh nghiệp lớn đi, họ làm lớn hơn chúng ta, chi phí lớn hơn chúng ta, tất cả mọi thứ lớn hơn chúng ta, họ vẫn làm bình thường. Tại sao mình nhỏ nhỏ, mình tiểu thương mà mình lại đi sợ, mình lại đi quan niệm những thứ đó? Mình cứ để ý rằng là mình lên những cái chương trình, ví dụ xem Sắc Tanh thôi, họ vẫn đầu tư bình thường, chả có cô hồn cô hiếc gì, đúng không ạ? Họ vẫn làm bình thường. Và không chỉ trong những người đó, ngay tại chính đất nước Việt Nam của chúng ta cũng thế thôi, cũng là người Việt. Có những người thì họ tin vào cô hồn, họ có người thì họ tin nhưng mà họ vẫn làm, có người thì họ không tin, họ vẫn làm bình thường, vẫn là một cái ngày đó thôi. Nhưng quan trọng đó là cách mà chúng ta
đối diện với nó. Ông Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách Cha giàu cha nghèo đấy, tập sách Cha giàu cha nghèo 13 tập. Ông ấy nói rằng là cuộc sống này thì rất đơn giản. Chỉ là do cách mà bạn đối diện với cả sự vật mà thôi. Người giàu và người nghèo nó chỉ khác nhau là cách mà ứng xử với một cái sự việc mà thôi. Người giàu thì họ cứ làm, nói chung là cứ làm đi. Ngày nào mà không làm thì nó đã là ngày cô hồn rồi, nhìn thẳng thì thấy ngay rồi. Ngày nào mà không làm là không có cái gì ăn cả, không có gì bỏ vào mồm cả. Con mình không có tiền mà mua sữa, đến mình không có tiền mà ăn uống, chẳng có tiền mà nuôi gia đình, nó đã quá cô hồn rồi. Đúng không ạ? Còn cái tháng cô hồn của chúng ta thì với bạn thì tôi không biết, nhưng đối với tôi thì tôi luôn luôn trong cái trạng thái đó là làm và làm. Bởi vì người ta nói rồi, thành công nào thì cũng phải trải qua rất nhiều thất bại. Thế cho nên là nếu mà có thua thì nó cũng chỉ là một bước thua nhỏ thôi, để mình có được những kinh nghiệm hay có được những thất bại ở những lần tiếp theo, những cái thành công ở lần tiếp theo. Nó chẳng liên quan gì đến tháng cô hồn. Đúng không ạ? Nhưng mà ai đó mà lấy lý do là thất bại bởi vì tháng cô hồn thì cũng được, chấp nhận được, bởi vì có lý do hợp lý. Nhưng cứ làm đi. Đằng nào thì cũng làm trước tốt hơn, và đằng nào cũng làm thì làm sớm tốt hơn. Trong khi mà bạn ngồi sợ ngày cô hồn, tháng cô hồn và bạn không làm gì cả, thì ngoài kia có hàng chục ngàn, hàng triệu người, không phải chục ngàn nữa, hàng chục triệu, hàng trăm triệu con người, họ đang lao động, họ đang phấn đấu, họ đang xây dựng cái ước mơ của họ mỗi ngày. Còn với chúng ta, ai đó thì ngồi đợi, chờ đợi cho tháng cô hồn nó trôi qua. Thì đôi khi cái cơ hội ấy, nó qua mất rồi. Đúng không ạ? Tháng cô hồn đôi khi nó cũng là một cái cơ hội. Khi mà người ta không làm thì mình làm. Như ông Warren Buffett, nhà đầu tư gọi là huyền thoại và số 1 của thế giới, người giàu số top 6 thế giới. Trước đây ông ấy đã từng số 1 ở top 6 hay top 3 gì đó. Ông ấy nói rằng là khi mà người khác mà hùng hổ ấy, thì mình lại phải tỏ ra sợ hãi. Khi mà mình sợ hãi, khi mà người khác sợ hãi thì mình phải tỏ ra là hung hổ. Khi người khác làm là mình phải ngó nghiêng. Còn khi thằng khác mà nó rụt rè là mình phải nhảy vào mình làm ngay. Tư duy của những giàu mà top đầu thế giới, của những người giàu top đầu thế giới, họ nói cái câu đó. Cho nên là tháng cô hồn đôi khi nó cũng là một cái cơ hội của chúng ta. Cô hồn thì bằng cơ hội, giống nhau ấy. Người khác không làm thì mình làm, cái cơ hội dành cho mình thôi, đúng không ạ? Khách hàng, chúng ta bảo là khách hàng tháng cô hồn thì họ không đi làm đẹp đâu. Câu trả lời là có đúng như vậy hay không? Có đúng như vậy hay không? Nếu mà họ không đi làm đẹp thì cả cái ngành làm đẹp của Việt Nam mình chắc là chết hết. Đúng rồi. Không nhìn từ đâu xa, tôi nhìn cơ sở của tôi thôi. Cô hồn hay không cô hồn thì nó vẫn thế. Chẳng khác gì. Đúng không ạ? Mấy ông marketing mà làm ăn mà không ra hồn ấy thì vắng khách. Thì lúc đấy nó mới là cô hồn. Chứ còn ông marketing tốt vào, ông làm giỏi vào, nghĩ nhiều chiến lược, đúng không ạ? Rồi là quảng cáo ầm ĩ lên thì đông khách. Đông khách thì đâu có cô hồn nữa đâu. Đúng không ạ? Lúc đấy là cô tiền và cô thương rồi, chứ không có cô hồn nữa. Đấy, cho nên là tổng kết cái video này là có hai câu trả lời dành cho cái câu hỏi là tháng cô hồn thì có nên làm hay không thầy ơi. Thì câu trả lời số 1 đó là nếu mà bạn đủ tiền để bạn bù được chi phí tiền lương nhân viên, tiền nhà, đấy là cái thứ bạn có thể bù được. Còn cái số 2 nữa đó là tiền thời gian, chi phí cơ hội về mặt thời gian. Bạn mất 1 tháng không làm gì cả, chỉ ăn đi chơi thôi, vừa tốn tiền lại vừa mất lãng phí thời gian.
Nếu bạn chấp nhận là mất cái điều đó thì ok, đợi sang tháng sau làm. Còn nếu số 2 thì bạn giống tôi, bạn về với đội của tôi, đó là cứ làm đi, làm chết bỏ đi, làm mạnh mẽ đi, làm đúng không ạ, làm có kết quả hoặc không có kết quả thì mình vẫn cứ làm, thì mình kiểu gì mình cũng có được những bài học và kinh nghiệm. Nếu bạn về với đội của tôi thì tôi tin chắc rằng là cái phần lớn, cái sự gọi là tạo ra kết quả của bạn nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với việc là không có kết quả. Bởi vì mình làm mà, làm kiểu gì chẳng ra kết quả. Kết quả có thể tốt hoặc là chưa tốt như ý mình, nhưng ít nhất là nó đã có. Còn hơn là con số 0 tròn chính. Và cứ ngồi trong trạng thái nó lúc còn sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm. Sợ nhiều thành quen. Sau này con mình lớn nó chuẩn bị làm cái gì mình cũng phải sợ lắm, sợ lắm. Và mình cũng không cho nó làm, cũng không ủng hộ nó làm. Đến cuối cùng là cả nhà mình đều lúc nào cũng sợ lắm, sợ lắm. Con mình nó lớn lên, nó có con ấy, xong con nó muốn làm cái gì đó thằng bố lại cũng sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm. Đến cái cuối cùng là chẳng có cái ích gì. Để cho nên là hãy làm đi, làm đi cả nhà, làm đi cả nhà nhá. Trong khi mà mình đang sợ hãi thì thằng khác nó đã nhảy vào, nó hù vập, nó chiến đấu rồi, thì mình cũng nhảy vào mình chiến đấu với nó đi nhá. Rồi, nếu mà bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì có thể comment hay và ý nghĩa, chia sẻ nó đến với những người bạn của mình, những người thân mà cùng làm việc chung với mình, những người cổ đông rồi là nhân viên của mình vào đây, để cho họ có thể hiểu được tư duy giống như chúng ta các bạn nhá. Và nếu mà bạn đang xem video này ở trên kênh YouTube của Nguyễn Xuân Nam thì bấm vào nút chuông thông báo, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của Nguyễn Xuân Nam để nhận được những video sớm nhất từ Nam các bạn nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.